Trận chiến Mạc Long bất quá mấy hiệp, Lưu Diêu liền nghe ngóng rồi chạy, bỏ Tương Dương Lưu Biểu đi. Nhưng thái sử Từ này võ nghệ cao cường, là viên mãnh tướng. Theo thám mã lên báo, thái sử Từ đóng quân ở Kính huyện, có cường tráng quân sự hơn 2.000 người, tứ phía vây khốn, muốn thắng không khó. Đại nghiệp sơ khai, cần có tướng tài. Thái sử Từ này nếu có thể đem ta sử dụng thì quá tốt. Không cần, ngươi có thượng sách gì không? Bắt sống thái sử Từ để có một cách. Tốt. Thái sử Từ chỗ chiêu binh dũng, hơn phân nửa là dân sơn giả, không biết chiến trận, không rành quân kỹ, cho nên muốn thắng không khó. Có thể lệnh Trình Võ Đoản Nghi cầm dao giết vào trong thành, sau đó phóng hỏa thiền thành. Chúng ta ba mặt công thành để trống Đông Môn. Nếu Trần Vũ đắc thủ, thái sử Từ tắt về hướng Đông Môn mà đi. Bẩm chú công, Trần Vũ tướng quân đắc thủ rồi, thái sử Từ từ Đông Môn mà đi. Quả nhiên không ngoài công cẩn dự đoán. Rời thành hơn 30 dặm, có một chỗ xuyên giao lộ. Huynh trưởng ở đây thiết hạ mai phục, khiến thái sử Từ lội nước mà đi. Chúng ta dùng tấm lưới mà bắt, nhất định sẽ bắt sống. Bắt sống thái sử Từ, giết! Tử Nghĩa là nghĩa sĩ trung thành, sao lại đối đãi với hắn như vậy? Tất cả lui ra. Vâng. Oan ức cho tướng quân rồi. Thái sử Từ tự Tử Nghĩa, Lưu Diêu là dạng người chuột rắn, không thể để tướng quân làm đại tướng. Chủ soái mà như vậy, há không phải làm giảm anh hùng hào kiệt sao? Thế nhưng ta vẫn bị rơi vào trong tay ngươi. Binh pháp nói, dụng binh chi pháp, dạy giới làm đầu. Lưu Diêu tụ sơn đã lưu dân, không dạy mà chiến, sao có thể giữ vững một tòa thành trì? Người ta không nói đến thắng bại, nếu bàn về can đảm, Tử Nghĩa cũng là một người anh hùng. Mổ Nguyện quy hàng Tôn Bá Phụ. Tử Nghĩa thật là đại tướng chi phong, Tôn Mộ kính ngưỡng đã lâu. Kích này là của Tử Nghĩa, vật giao lại chủ. Chỗ ta còn mũ chiến đấu của Tôn tướng quân, lập tức hoàn trả. Tử Nghĩa, lúc trước người ta tại thần đình giao binh, nếu ngươi bắt sống ta, ngươi sẽ giết ta sao? Điều đó khó nói. Ta có một việc muốn yêu cầu Minh Công. Mời nói, ta có cầu tất ứng. Lưu Diêu mới bại, sĩ tốt ly tâm. Ta muốn trở về thu thập tàn binh để giúp Minh Công. Không biết Minh Công có tin tưởng ta hay không? Đây chính là tôn sách ta mong muốn. Nếu hôm nay đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Vậy thì buổi trưa ngày mai. Đại trưởng phu nói lời giữ lời, xin chú công yên tâm, không cần tiễn xa. Tử Nghĩa cáo từ. Tử Nghĩa bảo trọng. Chú công, chỉ sợ thái sử Từ có đi không về, đây là thả hổ về rừng. Ta thấy chưa hẳn, chú công và hắn không có thâm giao, sợ khó trở về. Đúng vậy, thái sử Từ dù sao bại trong tay chúng ta, sẽ không trở về. Tử Nghĩa chính là tín nghĩa chi sĩ, hắn nhất định sẽ không bội ta.
Chủ công, thời gian đã gần đến buổi trưa. Trong bất hạnh mà nói, Thái sử Từ này sẽ không trở về. Chủ công đã đáp ứng, chúng ta an tâm chớ vội. Nhân vô tính bất lập, tử nghĩa quả nhiên không phụ ta. Công Cẩn, ngươi nói chúng ta lát nữa phải đánh chiếm nơi nào? Nghiêm Bạch Hổ tự xưng Đông Ngô Đức Vương, có ba thành Ô Trình, Gia Hưng, Ngô Quận. Muốn định Giang Đông, trước phải lấy Ngô Quận. Tôn Sách có Chu Du, Trương Chiêu hỗ trợ, xoáy mấy vạn chi chúng rong đuổi gian tả, liên tiếp hạ Ô Trình, Gia Hưng, Ngô Quận. Nghiêm Bạch Hổ binh bại bị giết. Tôn Sách đi đến đâu lo lắng an dân, Nghiêm Thân hiệu lệnh, cho nên Lê Dân Giang Nam, Hồ Tương chào đón, người về vô số. Tôn Lan anh minh, Giang Đông truyền tụng. Tôn Sách mượn binh của ta đoạt được Giang Đông, hắn không nghĩ báo ân, ngược lại còn đòi hỏi Ngọc Tỷ. Kỷ Linh, có lệnh ngươi soái, tuyệt đối không thể. Chủ công, Tôn Sách ở Trường Giang nguy hiểm, đánh chiếm không dễ, không bằng trước phạt Lưu Bị, sau đó lại đánh Tôn Sách không muộn. Muốn hạ Từ Châu có diệu kế gì? Chủ công có thể đem Lữ Bố vàng bạc, tơ lụa, lương thảo, ngựa, phái người đưa đi, khiến cho hắn án binh bất động. Ta lập tức phát binh tiểu bái, rồi bắt Lữ Bố, sẽ lấy được Từ Châu. Như thế rất tốt. Hạng Dận, có phân phối 10 vạn gánh lương thảo, tính cả trước, đáp ứng cho hắn, cùng nhau đưa đi, nói hắn không nên nhúng tay vào tiểu bái. Tuân lệnh. Kỷ Linh, Lôi Bạc, Trần Lan, có lệnh Kỷ Linh làm đại tướng, Lôi Bạc, Trần Lan làm phó tướng, thống binh 5 vạn, lập tức phát binh tiểu bái, tiến đánh Lưu Bị, không được sai sót. Tuân lệnh. Chủ công, cần phải cầu Lữ Bố tương trợ. Lữ Bố không nói nhân nghĩa, hắn thế nào chịu đến? Ta sớm đã ngờ tới. Nhân viên thuật đưa tới lương thực vàng bạc, dụng ý không cần phải nói. Lưu Hiền Đức lại đưa tin cầu cứu, không biết chủ công dự định làm gì. Ý ta tất cứu Lưu Bị. Nếu Viên Thuật chiếm đoạt Lưu Bị, hắn bắt Liên Thái Sơn chư tướng, ta sẽ không được an bình. Vậy Viên Thuật thuế ruộng chiêu thu, kỳ hạn phát binh tiểu bái, nghĩ cách cứu Lưu Hiền Đức. Đại ca, ngươi chậm một chút, ta thấy Lữ Bố nhất định không có ý tốt. Đại ca nghĩ lại, không thể không phòng. Ta đối Lữ Bố không tệ, lúc này hắn sẽ không hại ta. Kỷ Linh đang ở bái huyện Đông Nam hạ trại, bạn nhất hắn thiết kế lừa ta. Các ngươi theo ta hiến về. Ôn Hầu nhà ngươi thật sự không giữ chữ tín. Ước hẹn trước đây, thu lương thảo chủ công nhà ta, sẽ phải ngồi nhìn mặc kệ. Vì sao muốn dẫn binh đến đây? Chẳng lẽ Ôn Hầu muốn đổi ý? Ôn Hầu nhà ta là mời tướng quân đến dự tiệc, tiểu bái sớm tối chưa hạ, dự cái gì tiệc? Không đi. Ôn Hầu nói tướng quân đến tuân mệnh mới tốt. Huyền Đức tới rồi, nhanh, tới thật nhanh. Ôn Hầu, không thể không thể. Thời khắc nguy nan, phương gặp chân tình. Ôn Hầu hiểu rõ đại nghĩa, Liệu Bố tới đây rồi giải quyết nguy hiểm cho Huyền Đức. Ngày khác sứ quân đắc chí, không thể quên. Mời. Mời, sử quân mời, Ôn Hầu mời. Báo. Chủ công, Kỷ Linh tướng quân đến. Mời.
Đáng sao, kỹ lên ở đây. Ta sợ không tiện. Tôn hầu, không có gì sai, đây là ý của ta. Kỷ tướng quân, kỷ tướng quân, đây là vì sao? Tôn hầu, muốn giết ta sao? Đâu có, đâu có, tiệc rượu đã bay xong. Vậy ngươi sẽ giết tên giặc tay to đó. Không, 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 ngồi xuống nói chuyện. Mời Vương hầu, mời. Nhanh dọn chỗ cho kỷ tướng quân. Mang rượu tới. Cuộc đời Lữ Bố không muốn đánh nhau, chỉ làm tốt giải đấu của người khác. Hôm nay mời các ngươi dự tiệc. Nể tình ta, hai người bãi binh có được không? Bãi binh? Huyền Đức cùng ta tình như huynh đệ, tướng quân lãnh binh tiến đánh tiểu bái, ta há có thể ngồi nhìn. Ta phụng chủ công chi mệnh, đem binh tới bắt Lưu Bị. Chẳng lẽ ông hầu muốn hợp binh công ta? Đừng nói ngông cuồng. Người già yếu tàn tật, dám động ca ca ta một cọng tóc. Tam đệ, để xem Lữ tướng quân chủ ý ra sao. Bắt quá mấy ngàn binh mã, ta 10 vạn hùng binh, chẳng lẽ sợ ngươi sao? Lấy kích cho ta. Ta khuyên các ngươi, hai nhà không nên chém giết. Tất cả đều là thiên mệnh. Đi theo ta. Cung tiễn hầu hạ. Nguyên môn cách đại trướng 150 bước. Nếu ta một tiễn bắn trúng kích nhỏ bên trong, hai người phải bãi binh. Nếu bắn không trúng, các ngươi về doanh an bài chém giết. Có người không tuân, ta liền cùng một nhà khác hợp lực giết hắn. Còn do Ôn hầu an bài. Được, hãy theo lời nói tướng quân. Tướng quân nếu bắn không trúng, cũng không nên nuốt lời. Đại trưởng phu há có thể nuốt lời. Đây là thiên ý, lệnh hai nhà bãi binh. Mang rượu tới. Hoang đường. Lữ Bố hắn lại nhận lấy 10 vạn gánh lương thảo của ta, hắn còn làm như trò đùa. Thiên vị Lưu Bị, ta muốn đích thân soái đại quân trước công tiểu bái, lại phạt Từ Châu. Chủ công, không thể tùy tiện xuất binh. Lữ Bố dũng lực hơn người, lại có địa thế Từ Châu, hắn cùng Lưu Bị hô ứng lẫn nhau, khó có thể thắng. Ta có một kế, bắt Giang Thần. Hàn Tông vất vả rồi. Viên công lộ có gì chỉ giáo? Chủ công nhà ta ngưỡng mộ tướng quân, biết được tướng quân có con gái bên trong Tử Khê. Chủ công nhà ta lại có con trai, muốn cưới lệnh ái của tướng quân làm vợ. Hai nhà vĩnh kết như nhà Tần nhà Tấn. Đây là xính lễ chủ công nhà ta phái ta đưa tới. Mong tướng quân đáp ứng, quả thật hai nhà đại hạnh. Được rồi, có điều việc này ta muốn thương lượng với người nhà. Nữ nhi đã đến tuổi làm thê, chỉ cần muôn đăng hộ đối là tốt. Là viên công lộ sai người đến đây cầu hôn, cũng đã đưa tới xính lễ. Không biết phu nhân ý như thế nào. Viên công lộ ở lâu Hoài Nam, binh nhiều lương rộng, sớm muộn cũng là thiên tử. Hắn nếu có thể thành đại sự, tiểu nữ há không phải hy vọng làm hậu phi. Chỉ là không biết hắn có mấy người con. Chỉ có một người. Nếu đã như vậy, phu quân nên đáp ứng. Cho dù tiểu nữ không làm hoàng hậu, có Tần Tấn cũng tốt. Từ Châu có thể không lo rồi. Nói như vậy, nàng đồng ý rồi.
phu quân định đoạt. Đa tạ công đài. Cáo từ. Công đài hiểu biết anh minh, một câu nói toạc ra thiên cơ. Mong rằng công đài lấy đại cục làm trọng, vạn vật tiết lộ. Thay chủ công nhà ta cảm tạ. Ta là vì chủ công nhà ta. Lữ Viên thông hôn tất nhiên là dệt hoa trên gấm, không biết Ôn Hầu ngày nào gả nữ. Ta chỉ có một đứa con gái, gả về Nam Dương tự nhiên không nỡ. Việc này vẫn muốn từ từ thương nghị. Kỳ hạn thành hôn của người xưa đều có luật lệ. Thiên tử một năm, chư hầu nửa năm, đại phu một mùa, thứ dân một tháng. Viên công lộ trời ban quốc bảo, có ngọc tỷ trong tay, sớm muộn sẽ làm hoàng đế. Có thể hắn theo luật lệ thiên tử. Thiên tử còn ở triều, không thể trái lệ. Nếu đã như vậy, hắn theo luật lệ chư hầu cũng không thể. Ta đã không thể theo luật lệ chư hầu, vậy chỉ có thể theo luật lệ đại phu. Cũng không thể. Công đài, ta nay hùng cứ từ châu, chẳng lẽ muốn theo luật lệ thứ dân sao? Dĩ nhiên cũng không thể theo luật lệ thứ dân. Ta không biết ý của công đài là ngày nay thiên hạ chư hầu tương hổ tranh hùng, chủ công cùng viên công lộ kết thân, khó đảm bảo tứ phương chư hầu không ghen tị. Thiên tử luật lệ một năm, chư hầu luật lệ nửa năm, đại phu luật lệ một mùa, thậm chí thứ dân luật lệ một tháng, đều phải kéo dài thời gian. Nếu chư hầu nhận được thư phục binh nửa đường, đoạt đi lệnh ái, hai nhà thông hôn không thành, ngược lại hỏng đi đại sự. Nếu không phải công đài nhắc nhở, ta suýt nữa làm hỏng đại sự. Nếu đã như vậy, xin hỏi công đài có cao kiến gì? Đại sự không công nệ chi tiết. Nếu chủ công đã hứa với Viên Thuật, thừa dịp chư hầu còn chưa biết thời điểm, trước đem lệnh ái mang đến Thọ Xuân ở nhà khác, sau đó lại chọn ngày tốt để chuẩn bị thành hôn, như thế có thể đảm bảo an toàn. Lời nói của công đài rất đúng. Ta sẽ kêu mẫu thân của nó chuẩn bị trong đêm, thu thập bảo mã hương xa, ngày mai tiễn nó ra khỏi thành. Cùi đâu? Cổ nhạc vang trời, người nào đón dâu vậy? Lão gia, là Lữ Ôn Hầu gả nữ, gả cho con trai Viên Công Lộ. Đây là đưa nữ nhi đi Thọ Xuân.